Mến chào buổi sáng quý ông bà cô chú anh chị khán giả nha. Thì hôm nay thì mình có một cái tin rất là vui muốn thông báo liền đến tất cả các cô chú anh chị khán giả đây. Đó là ở miền Tây của mình sắp có một tuyến cao tốc mới, đó là Cần Thơ Cà Mau đó cả nhà. Thì ngày 5 tháng 5 vừa qua thì Ban quản lý Mỹ Thuận vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ liên quan đến công tác cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau đó cả nhà. Thì đó là một phần dự án của tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. Thì cũng rất là mừng thì có quyết định coi như là xây dựng cao tốc Cần Thơ Cà Mau rồi. Thì sau này các cô chú anh chị khán giả bà con của mình ở miền Tây đi Sài Gòn sẽ thuận tiện hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Cho là cái đường đi từ Cần Thơ mà đi Cà Mau tới hơn 100 cây số lận, rất là xa, mà cái đường đi bây giờ cũng gian nan vất vả lắm. Mỗi lần mà có xe cứu thương ha, hoặc là có chuyển bệnh lên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mình thấy là các cô chú anh chị ở Bạc Liêu này, ở Cà Mau nè, đi rất là vất vả, rất là khó khăn và tốn thời gian rất là lâu, sợ cái trường hợp là nhiều khi bệnh nặng đó cả nhà. Nên là hy vọng là cái cao tốc này sẽ hoàn thành luôn để mà bà con của mình được lưu thông thuận tiện hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ tóm tắt về quy mô của dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau cho cả nhà mình được biết ha. Thì dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau có quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe hạn chế, mặt cắt ngang là 17m, tổng chiều dài khoảng 110km, qua 5 địa phương gồm là Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 27.000 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần. Giai đoạn Cần Thơ Hậu Giang là dài 37km, vốn đầu tư là 9.769 tỷ đồng. Giai đoạn Hậu Giang Cà Mau là dài gần 73 km, vốn đầu tư là 17.485 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 11 năm 2022, hoàn thành cơ bản vào năm 2025. Với dự án trên, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của cao tốc Cần Thơ Cà Mau khoảng 17 triệu mét khối, trong đó riêng cát đắp nền là 13 triệu mét khối. Trời ơi, mọi người thấy không? Một cái lượng cát khủng khiếp, một cái lượng vật liệu xây dựng rất là khủng khiếp, tới 13 triệu mét khối cát. Trời ơi, quá khủng khiếp cả nhà ơi. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Cần Thơ, hiện có 9 mỏ cát, trong đó 3 mỏ đang hoạt động với sản lượng là 2 triệu mét khối. Đối với 6 mỏ cát còn lại, sản lượng khoảng 5 triệu mét khối. Theo quy hoạch khoáng sản của thành phố Cần Thơ sẽ đấu giá các mỏ cát có khả năng phục vụ cho dự án Cần Thơ Cà Mau. Thì sau này là do là cát không có đủ đó cả nhà, nên là sau này sẽ đấu thầu và giống như là đấu giá với các mỏ khác đó, để mà thu cái vật liệu xây dựng để mà cung cấp cho dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau đó cả nhà. Thì ban quản lý dự án Mỹ Thuận mong muốn thành phố Cần Thơ hỗ trợ trong việc cung cấp cát đắp nền cho dự án, cùng với đó quan tâm hỗ trợ các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án. Ủy ban thành phố Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ lấy mẫu thực tế, đánh giá chất lượng, cung cấp đầy đủ hồ sơ các mỏ cát đang hoạt động. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu đánh giá khả năng khai thác cát thực tế trong năm 2023-2024, cân đối lượng cát khai thác với nhu cầu trong dân cho các dự án của thành phố. Nên là mình phải ưu tiên vật liệu xây dựng cho cao tốc Cần Thơ đó cả nhà. Liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án đoạn qua Cần Thơ đã hoàn thành 132 hộ bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 6,7 hecta đang thực hiện các bước để tiến hành chi trả bồi thường cho các hộ dân. Còn qua đoạn tỉnh Hậu Giang, Ban quản lý Mỹ Thuận đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng hai đợt với chiều dài 48 km trên tổng 63 km qua các tỉnh. Các địa phương đã kiểm đến đợt 1 là 407 trên 411 hộ rồi cả nhà, thì cũng gần như hoàn thành rồi.
đại diện Ban Quản lý Mỹ Thuận đề nghị tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm đo đạc thu hồi bồi thường đảm bảo khoảng có khoảng 70% mặt bằng để khởi công vào cuối năm. Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hậu Giang yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh sau khi tiếp nhận bàn giao mặt bằng đó cả nhà thì khẩn trương coi như là xúc tiến kiểm điểm đo đạc thu hồi để mà coi như là để mà đảm bảo đủ cái diện tích để mà khởi công vào cuối năm tháng 11 năm 2022. Đó thì sắp tới thì mình sẽ có thêm một cái tuyến cao tốc nữa thì đi từ Sài Gòn về sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn ha. Bình thường đi từ Sài Gòn thì mình sẽ đi qua tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi sau đó là đi Trung Lương Mỹ Thuận, rồi sau đó là đi Mỹ Thuận Cần Thơ, rồi sau này nếu mà tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau nữa thì bây giờ mình sẽ đi Cần Thơ Hậu Giang, rồi bắt đầu là đi từ Hậu Giang xuống Cà Mau. Đấy, cao tốc đi rất là mau ha, thì giảm cái tình trạng ùn ứ kẹt xe ở quốc lộ 1A hiện tại. Chứ bây giờ mình thấy kẹt xe ở tuyến quốc lộ 1A quá kinh khủng mọi người ơi. Những ngày lễ, những ngày Tết ha, bà con của mình đi rất là vất vả. Rồi vận chuyển hành khách, hàng hóa, tất cả mọi thứ đều chậm. Nên là rất là mong là tuyến cao tốc này sẽ sớm hoàn thành để mà đưa vào hoạt động. Thì bà con của mình cái gì cũng phát triển về tất cả mọi mặt luôn. Cái gì cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Và thúc đẩy phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch, tất cả mọi mặt ở các tỉnh miền Tây của mình luôn. Đó thì cũng rất là mừng. Thì đây là một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam. Thì sau này khi mà tuyến cao tốc này hoàn thành rồi thì mọi người có thể là đi từ Hà Nội về Cà Mau sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì bình thường phải đi 1 ngày, 2 ngày mới tới. Nhưng mà tuyến cao tốc này hoàn thành rồi thì mình tin chắc là đi không tới 1 ngày là sẽ tới Cà Mau luôn. Từ Hà Nội sẽ đi tới Cà Mau luôn. Đó thì cái gì nó cũng dễ dàng hết. Nên là cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Thì thời gian sắp tới thì mình sẽ có thông tin về tuyến cao tốc Cần Thơ, Cà Mau nữa thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho quý ông bà, cô chú anh chị được biết ha. Và chúc mọi người được nhiều sức khỏe và một buổi sáng thật nhiều niềm vui. Và đón xem video tiếp theo của mình nhé.